Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Tối ngày hôm nay thì Bảo cũng rảnh, Bảo soạn ra một số ít đồ pin nha. Thì anh chị thấy mức giá hợp lý thì mình đặt hàng mua luôn. Đó, vì đợt này thì anh chị cũng biết rồi, hàng giá nó khá là cao luôn. Thì Bảo cũng báo giá hợp lý thì anh chị mình đặt hàng luôn. Rồi trước tiên này Bảo lên từng số này. Con này nè, ngày qua là anh chị mua cũng nhiều. Thân không 21BL motor brushless nha. Đó, anh chị mua thân không là 1.350.000 này. Mã máy là 21 MKT nha, tức là chân pin phổ thông. Đó. Con này á thì nếu mà anh chị nào mà có quả pin phổ thông á là mình xài được rồi. Đó, quả pin như là con này nó sẽ cấn cái móc cái con ốc nha anh chị nha. Về mình bỏ pin không được là nhớ con ốc giúp Bảo cái. Đó. Đầu là đầu lốc thân không đét tông 21BL 1.350.000 là số 0 nha. Rồi tiếp tục nè, số 1 nè anh chị nè. Đó, loại đề quát mẫu mới nha, pin cải tiến này. Con này là mã máy là pin 72V. Con này là hai pin một sạc nha. Đó, ba chức năng. Đầu 10mm. Số 1 có 590.000 thôi, pin vàng luôn, máy cũng màu vàng. Hai pin một sạc phụ tùng rất là nhiều nè, hai mươi mấy món luôn nha. Có con sâu đảo góc này kia. Con này số 1 590.000 là đề quát nha. Rồi mình qua Nanya nè. Đầu 10 ly, con này là ba chức năng. Đặc biệt con này là motor từ nha. Đó, pin thì con này sẽ lớn hơn một tí xíu, giữ pin lâu hơn, bảo hành thân không là 1 năm nha. Máy ba chức năng, không phải là hai chức năng, mà 10 ly motor brushless anh chị ạ. Đó, con này là 850.000 cũng được giảm. Còn số 2 nè, 790.000 chứ nhiêu. Con này phụ tùng cũng nhiều nè, pin nè, với là máy đầy đủ. Nanya này là nhà máy nằm tại Taiwan nha, pin 2.0 ampere. Rồi tiếp tục số 3 này, Makita chữ nổi nha, trên máy luôn. Đó, loại 1 anh chị mình mua thì số 3 còn có 550.000 nè. Hai pin một sạc luôn, vẫn là ba chức năng, đầy đủ cho anh chị mình xài. Con này thì pin nó hơi yếu rồi nha, anh chị về là sạc. Đó, con này ba chức năng, 25 cấp trượt nha. Đó, chuyển chậm này, tùy thuộc vào anh chị xài. Nếu ở nhà hoặc là đi làm công trình này kia, bắn vít nè, khoang không nhiều, anh chị lấy những con này là được rồi. Số 3, 550.000. Rồi tiếp tục này, pin trọt này, dành cho bắn thạch cao này, lực khỏe nha. Đó, con này là hai chức năng thôi nha quý anh chị nha. Số 4 này, 690.000. Motor brushless nha, hai pin 4 cell 18V, một sạc, phụ kiện rất là nhiều luôn. Số 4, 690.000 nha. À, thương hiệu là thương hiệu Kento nha, hàng nội địa nha anh chị nha. Có báo pin bên hông luôn này. Đó, hai pin vuông, một sạc, 690.000. Rồi nếu mà anh chị nào mà không thích Kento hàng nội địa, mình mua con pin trọt của Hukan đều giá cao hơn nha anh chị nha. Đó, con này là cũng thế, là có báo pin bên hông. Máy thì vẫn 18V, hai pin một sạc Hukan, số 5 nha. 750.000, phụ tùng nhiều này. Đó, cũng như con Kento thôi, nhưng mà con này giá cao hơn, chữ ngoài thùng dập nổi nha. Còn máy vẫn in như thường thôi. Rồi mình qua con Nanya 13 ly đầu lốc nè. Rồi con này là đầu lốc nha, số 6 nha. Đó, 1.300.000. Tối ngày hôm nay còn có 1.150.000 Nanya F1 nè. Có tem chống hàng giả Nanya Taiwan nha. Hai pin lớn 10 cell. Pin này cầm rất lâu, thân máy bảo hành 1 năm. Số 6 này giảm sâu, còn có 1.150.000 chứ nhiêu. Ba chức năng, đầu 13mm, đầu sắt nha. Rồi những con này thì nó rất là rẻ rồi anh chị à. Giờ mình mua cũng không ra rồi. Số 7 nè, 13 ly Kento đầu sắt. Đó, con này sẽ đi kèm á, là hai pin phổ thông, một sạc. Máy này thì ba chức năng nha. Đó, những con này thì nó còn sót lại một ít nên là bảo thanh lý luôn nha. Số 7 có 950.000 à. Máy lớn luôn. Đó, lực xiếc lên đến là 90 N nha. Hai pin lớn, một sạc. Máy lớn luôn. Số 7 950.000. Kento nha. Rồi chuyên vít Makita cũng thế. Tối ngày hôm nay cũng giá tốt này, chữ dập nổi ở trên thân nha. Đó, chuyên vít là anh chị bắn tôn nè, bắn thạch cao này kia, xài chân pin phổ thông, có báo đèn nè, motor brushless nha, có chỉnh lực luôn.
350 Newton, hai pin một sạc chuyên xài vít số 8, 950.000 một con nha. Rồi tiếp tục số 9 này, bù lông Makita cũng thế luôn, đó tem dập nổi ở trên máy nha, có báo pin cũng y chang con chuyên vít luôn, mà máy là 198V, đó pin là pin phổ thông nha anh chị nha, số 9 950.000. Những con máy Makita loại 1 này á thì bảo bán xuyên suốt luôn, đó pin có mã vạch đầy đủ hết nha, với là ngày sản xuất cũng khá là mới nha, 2022. Rồi con này mới là nhiều nè anh chị ơi, con này là Makita đầu lắp đỏ nha, loại 1 cao cấp nhất luôn đó. Con này anh chị mua thì cái đầu này là đầu lắp luôn, mình siết tay ở đây, cầm đây rồi mình siết cứng lại nha, đó như vậy là xong. Lực khỏe này, có hỗ trợ tay cầm nha, hai pin một sạc, có báo pin, chỉnh được ba chức năng nha. Con này khỏe nhiều lắm đó, loại một, loại cao cấp nhất trong dòng Makita, có lỗ tay cầm. Con này là số 10 này, 1.150.000. Con này bảo về nhiêu là hết nhiêu nha, đó bán con này dữ lắm, đầu lớn luôn, đầu 13mm. Rồi tiếp tục ba chức năng gài nhá, thương hiệu Kento này, đó con này giá là 1.650.000. Ba chức năng nha, lực búa là 3.2 joule, mà anh chị mua số 11 này tối ngày hôm nay còn có 1.450.000. Đó được con này mấy pin, hai pin nha, mấy em là thiếu sót một pin rồi nha. Pin con này là pin 3 phép nè, đó sạc đế thương hiệu Kento hàng nội địa nha. Ba chức năng, mũi gài xài là mũi tối đa là phi 26 nha, đó motor brushless luôn. Rồi tiếp tục mài pin TNT nha, con này thì còn một con này, đó bảo trưng bày nên là nhiều anh thử có test là nó hơi dơ nha, báo trước luôn. Con này số bao nhiêu đây, nó dính đây mất tiêu rồi. Con này số 12 nha anh chị nha, đó chiều 50 mà mới test máy để cho ở ngoài cho mấy anh test thôi. Con này 920.000 thôi này, con này là số 12 nha, đó TNT motor brushless, hai pin một sạc nha, đó hai pin một sạc, pin lớn sạc lớn thùng đầy đủ, khóa mở tay cầm nha, TNT công tắc trượt nha. Rồi tiếp tục carry Đức nè, đó con này á là anh chị mua là hai pin lớn, pin dòng xả cao 60-80A, con này thì êm tuyệt vời luôn, đó có chỉnh 3 cấp lực nha, 6.000, 8.000 và 9.000, đó carry thương hiệu Đức nha anh chị nha, hai pin lớn một sạc, con này cũng thế giảm rất là sâu luôn, số 13 còn có 1.150.000 chứ nhiêu, motor brushless, đó tuyệt vời chưa. Anh chị nào mà lấy máy mài lấy con này khỏi chê, trong tầm giá nha, vừa rẻ vừa hợp lý, pin lại dòng xả cao nha. Rồi tiếp tục số 15 này, máy 14 đã ha. Rồi 14 đây nha anh chị nha, đó mà Makita chuyên vít body compact nha, con này thì sẽ có là 3 cấp chỉnh lực nè, đó compact thích hợp để anh chị cầm nhỏ nhắn này, xinh xắn nhưng mà lực cực kỳ khỏe luôn, đó 330 newton. Con này là bắn vít bắn tôn là bao ngắt mặt luôn, đó hai pin một sạc, số 14 có 1.150.000 hả, giờ còn có 1.050.000 chứ nhiêu, đó được giảm giá sâu nè, đó thùng đẹp nè Makita. Rồi tiếp tục số 15 nha, con này là bù lông lớn 1.300 newton, mà anh chị mua tối ngày hôm nay nè, hai pin lớn luôn, con này là thích hợp bắn ốc lớn nha, đó bắn xe khỏe lắm, 1.300 newton Makita. Con này với mức giá hợp lý cực kỳ luôn, 1.950.000 mà giờ mua có 1.850.000, quá bèo luôn. Với lực to như này, đầu là nó sẽ có là cái phần su nha, chân pin phổ thông, motor brushless, đó máy khủng nha anh chị nha. Rồi tiếp tục con này là máy không tem, bảo còn có một bộ duy nhất nha, đó vẫn là hai pin một sạc này, số 16 nha anh chị nha, đó giá quá rẻ luôn, không tem, chỉnh lực đầy đủ, 3 cấp lực nè, đó 350 newton. Con này số 16 có 850.000 nè. Những con này thì nó khá là ít luôn, còn có 1-2 con gì bảo bán luôn nha. Đó thùng thì nó cái này nó rớt chắc là ở đây, thôi kệ nó không sao. Rồi con này là số bao nhiêu đây, số 16 850.000. Rồi máy khoan 3 chức năng,
Motor là 996 mẫu mới nhá. Con này là 533 lực xiết cao này. Đó. Anh chị bóp qua cái này là bóp không đứng đâu nha. Lực xiết lên đến là 90 mấy Newton rồi. Còn nếu mà cấp chậm nó gấp 3 lên là 180 Newton đó nha. Đó. Búa khỏe, pin Panasonic nè, hai pin một sạc. Mà máy là 533 Hukan motor từ nha, máy lớn. 1.250.000. Đó, Hukan mà giá quá rẻ, ba chức năng. Rồi tiếp tục nè, Hitachi nè, con này số 18 nè, cũng là ba chức năng, hai pin lớn luôn. Đó. Con này lực xiết cũng đà lắm nha. Đó, con này là loại 1. Con này số 18 nha, 1.250.000 này, bảo có đăng ở Shopee anh chị lên tham khảo giá luôn. Tối ngày hôm nay cũng còn vài ba con lèo tèo bán luôn. Còn có 1.050.000 là số 18, đầu 13mm nha, Hitachi loại 1, hai pin một sạc, pin có mã vạch với là ngày sản xuất 2021 mà tháng 12 luôn. Có mấy tháng nha. Rồi tiếp tục Makita mẫu mới nha. Đó, con này thì quá khỏe, so với mẫu cũ á thì khỏe hơn, máy nó dài hơn, pin cũng cải tiến luôn. Đó, rồi phụ tùng nhiều này, con này số 19 nè, 620.000 nha. Mẫu mới, ba chức năng, đầu 10 ly nhá. Rồi bảo cũng có con pin chọt Makita luôn anh chị ơi. Đó. Con này là pin chọt Makita, mà con này đặc biệt, con này á nó sẽ có ba chức năng nha, không phải hai chức năng, pin chọt mà ba chức năng lần đầu luôn. Đó, Makita. Con này là 18V, con này thì quá tuyệt vời luôn. Bình thường hai chức năng đã thấy là khiếp rồi, giờ lại ba chức năng motor từ nha. Thiết kế mẫu mới có báo pin, hai pin một sạc có 730.000, mà mua con này thì nó quá ngon rồi. Đó, pin chọt ba chức năng mình xài công trình cũng như là gia đình cũng được nha, khoan lặt vặt cái kia cũng được. Rồi tiếp tục máy laser cao cấp nè, remote cực kỳ sướng này. Con này ngày trước bảo sale bán một hai con, cũng còn có vài con à. Bốt com nha, con này thì xịn cực kỳ rồi. Dàn chân này sơn tĩnh điện nha, rất là đẹp luôn. Con này khỏi phải chê về mức giá luôn. Đó, 1.600.000 mà giờ anh chị mua là số 21 có 1.350.000 à. Đó, hai pin lớn, một sạc remote là siêu xịn luôn. Với lại là có thùng đựng rất là sướng nha, thùng cứng này, chắc luôn. Rồi 22 Laser Akuya, một thương hiệu bảo bán rất là nhiều, khá là quen thuộc luôn. Đó, đi kèm là một thùng như này, 12 tia 3D. Hả? Test không? Rồi để bảo test tia cho anh thì mình xem tia. Con này là bóng là sáng nhất bây giờ rồi nha. Đó, con này là sáng nhất thị trường bây giờ rồi. Rồi lúc mà anh chị xài á, con này là gạt lên nha. Rồi bóng là sáng nhất bây giờ rồi nha anh chị nha. Tia cảm ứng này, con này chống nước cực kỳ cao luôn nha. Đó, còn cái bóng của nó thì sáng xa 40-50 mét là chuyện bình thường. Đó, lúc mà anh chị xài con bốt com này, bảo hành là 15 tháng nha. Rồi tiếp tục 12 tia 3D của Akuya. Con này là cũng là tia LED, nhưng mà nó chuyên về mảng anh chị làm như là đóng thạch cao này, đóng gạch men ở dưới thấp nha. Con này là giảm giá sâu 1.350.000. 12 tia là anh chị mua con này rẻ nhất thị trường luôn. Số 22 có 1.050.000 à. Đó, không đâu mà rẻ bằng con này 12 tia chính hãng Akuya. Bảo hành cũng lâu, 1 năm nha. Rồi tiếp tục máy 5 tia cũng thế là Toyama này, có mã quét QR nha, chính hãng Toyama. Con này là đi kèm một pin một sạc. Giá con này luôn luôn rẻ. Đó, vì công ty giảm giá với lại chạy chương trình á, mặt hàng này nhiều nha. Đó, tia cảm ứng nè, 5 tia xanh. Đó, đẹp bắn xa nha, tia rất là đẹp luôn, cực kỳ nhỏ để anh chị xài công trình, bảo hành 1 năm nha. 5 tia xanh Toyama, chữ dập nổi nha, chính hãng luôn. Có số 23 này, 790.000 chứ nhiêu. Một pin lớn, một sạc với là một thùng đựng nha. Đó, rồi tiếp tục Ken nè, con này cũng sướng nè. Đó, lực chiếc khỏe nè. Con này bảo để lâu ở trong kho nên là pin là nó sẽ hết nha. Đó, để cũng lâu lắm mới soạn ra. Bắn vít nè, khoang không. Đó, lực xiết cao nha. 24 này, máy 13mm. Đó, lúc mà anh chị nhìn thấy những cái loại mà Ken loại 1 này á, thì lực xiết nó khá là cao. 1.150.000 giảm 100 là số 24.
còn có 1.050.000 chứ nhiêu. Đó, vừa rẻ vừa hợp lý luôn, được bảo hành đầy đủ luôn. Rồi cưa xích pin nha, cưa xích pin này cũng thế nè, bảo bán cũng nhiều lắm nha. Đó, số 25, con này tới 750.000 á. Đó, có gác tê ở trên, chống đứt xích ở dưới luôn nha. Số 25 650.000 chứ nhiêu. Chân pin phổ thông đi kèm hai quả pin nè, một sạc nè, lam xích 4 in để anh chị cắt cây như cổ tay này cắt thoải mái nha. Rồi, số 25 650.000 à. Rồi mình qua Makita 20V nha, mẫu 3 đèn thùng xịn nè. Đó, hai pin, một sạc. Loại này là pin là sẽ có báo pin ở sau nha. Đó, để anh chị xài lực xiết 380 N nha. Con này á, là bắn xe tay ga thì 10 chiếc, ốc 24 á, thì sẽ ra được 7-8 chiếc luôn á. Lực nó khỏe, pin nó cũng lớn luôn. Rồi con này là số 26 này, 1.250.000, còn có 1.050.000 chứ nhiều. Thùng rất là lớn nè, quai xịn nha, để anh chị đi làm cũng như là cất giữ lâu đẹp. Rồi tiếp tục là bù lông cuối cùng nha, bù lông T-Boost nha. Con này là motor từ Brushless, lực 330 N nha, 330 N. Đó, hai pin lớn, một sạc. Con này cũng thế luôn, giảm giá, con này chưa ghi giá này, bảo tính cho mức giá là, rồi mức giá là 750.000 nha anh chị nha. Là con cuối cùng là con số 27 nha, hai pin phổ thông một sạc. Đó, tối ngày hôm nay thì bảo làm cũng là 27 số, thì anh chị nào cần số nào liên hệ giúp bảo qua 3 số hotline trên màn hình. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tại đây.